Siro có thích lên thì lên, thích ngắm chỉ bắn thì cho ngắm chỉ bắn, không ngắm thôi chứ không được liếm. Đấm ra dám liếm chỉ bắn Siro chỉ nhìn thôi không được liếm. Con Pila có thích thì lên trên ghế ngồi đi, lên trên ghế ngồi chơi vậy. Nào ở lại Pila thích lên ngồi với chỉ mặt thì lên trên đây ngồi với chỉ mặt. Ok nhá, thì chúng ta ngồi với nhau thôi, nhìn thôi không liếm đâu. Liếm anh thì được chứ không liếm chị được, không liếm mẫn được. Cho mẫn lên trên này chơi một tí thì mẫn ở bên dưới thì mẫn quấy. Tiểu Mẫn hôm nay là được gần 2 tháng rồi. Ở bên dưới phòng dưới thì Mẫn quấy, thế mà lên trên này nhìn ngó các em một tí, ở trong phòng một tí thì Mẫn lại ngủ luôn, thế mới đảo. Tính là cho lên trên này để cho chơi với các em một tí mà con lại ngủ luôn rồi. Thế con dậy đi, hôm nay trời hơi lạnh lạnh. Đổi trời hơi lạnh cho nên là cho bạn Mẫn quấn khăn cho bạn Mẫn. Nha Siro nha, tí này phải xuống này phải lau tóc cho chị ra đây này. Bảo Siro làm sao chỉ được nhìn thì không được liếm, bởi vì bây giờ liếm là ướt hết chị. Đây này, vừa chỉ ở bên dưới là mắt chị còn chị vừa mới ở bên dưới chị vừa thôi chị vừa bên dưới chị vừa mới quấy là mắt chị còn đang cái lông mi còn đang hơi ướt ướt một tí đây này. Thế mà con Siro nó lại liếm đầu chị thôi cũng được, mai phải tắm cho chị tí, xuống và lau cho con một tí nhá, tí xong bố bé lau cái đầu cho Mẫn như một tí nhá. Ok, thế là Mẫn lên trên này, Mẫn lại thích ngủ ở trên này à? À, chứ con thích ngủ ở trên này hay sao? Mà tại sao cứ lên đến đây thì con lại ngủ ở bên dưới thì con gào mồm, mà lên trên này nhìn thấy các em đệ tử, nhìn thấy em Pila với lại nhìn thấy em Siro với lại nhìn thấy em Messi thì con lại ngủ. Con lên trên này con thư giãn à? Đây này con đang cười này, à, con cười gì? Bố nói có gì không đúng? Bố nói có gì không đúng mà vẫn cười. Cái chàng bố ấy thì chập rồi. Thôi Siro, không, không liếm, chỉ nhìn thôi. Không đến lúc sau mà chị lớn lên một tí chị cấu người mới trách, chứ không phải chuyện đùa đâu. Lúc đấy chị cấu cho nó không ai bênh đâu con nhỉ. Bây giờ chị bé là cứ nhăm nhăm thơm trộn đấy, nhìn như Pila đây này, nhìn như Pila nó chỉ có nhìn đây này, nó trông chị này chứ nó có đâu có dám thơm trộn đâu. Pila nhỉ, Pila. Ok, thế cho Mẫn lên trên đây chơi một tí này thì ở bên dưới thì Mẫn gào cái mỏ Mẫn lên kiểu ngáy ngủ dậy Mẫn gào cái mỏ Mẫn lên. Lên trên này thì vừa mới lắp kịp xong cái điện thoại và cái giá quay thì quay ra Mẫn đang ngủ mất rồi. Con rồi thêm con Pila lên một lúc rồi, con Messi có lên muốn lên hình với này chị không? Messi ơi, Messi lên đây ngồi. Lên hình với chị Mẫn lên đây. Chị Mẫn vừa cười rồi đấy, lên hẳn trên ghế. Lên ngồi đây, ngồi trên này. À, để sau có cái đoạn hình kỷ niệm với chị. Được rồi, thôi, ngửi thôi. Ngửi thôi, đừng liếm, chị đang ngủ này. Chị đang ngủ, đừng làm phiền chị. Đó, nhìn vậy thôi. Siro nhìn thấy chưa? Siro nhìn thấy bà với mẹ chứ. Nói là phải nghe. Cho dù có yêu chị Mẫn lắm thì cũng chỉ được nhìn thôi. Chỉ được hơi hít người tí thôi chứ không được liếm. Bởi vì sao? Bởi vì là bây giờ mà liếm chị Mẫn còn chưa tự rửa tay được. Thế
cho nên là khi mà liếm là lại mất công lại phải rửa cho chị Mẫn. Con siro lên trên ghế ngồi đi. Rồi ngồi xuống đấy. Đó, vừa chị Mẫn mở mắt là nhòm mấy đứa, nhòm hai mẹ con rồi đấy. Đây này, chị Mẫn dậy đây này. Bố cho con ngồi lên đây nhé. Ừ, con ngồi đây. Nào đừng có che mất cái chỗ chỉ vào màn hình. Messi, Messi lùi ra một tí đi. Như này che hết cả cái phần màn hình của chị. Kia kìa, máy quay ở kia kìa. Đấy, con Mẫn nhìn vào đấy đi. Để Mẫn với hai em có kiểu ảnh nhá. Tiếc là hôm nay bố này đang mặc quần đùi, thôi mặc quần đùi cũng được, đành vậy. Thôi, ở lại cái con này, đã bảo như thế mà còn cứ cố tình liếm. Thôi rồi, lau tạm cái này, tí bố xuống bố lấy cái rẻ bố lau lại cho con. Bố lấy cái khăn sát khuẩn bố lau lại cho con, nhé. Đó. À, thực ra ấy, khi mà nuôi chó to ấy, mà cho chơi với này trẻ con, mà trẻ con nhỏ quá thì nhiều người, mọi người sẽ rất là ghê. Mọi người ghê và mọi người cần phải rất là cẩn thận là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì con chó to nó rất là khỏe. Nó có thể là nó nhỡ may thôi, Messi. Messi ngồi yên. Nó có thể là nó nhỡ may thôi. Nó nhỡ may một tí thế là nó có thể là nó cọ vào cái, nó cọ mạnh quá, nó cọ quá đà, nó có thể là thế này thế kia. Thế cho nên là chúng ta cũng phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà về cái gọi là cái sự thân thiện của con chó với trẻ con ấy, thì cái đấy là mọi người có thể là mọi người rất yên tâm với con chó của chúng ta nuôi với trẻ con. Là phải con chó chúng ta nuôi là chúng ta phải nuôi gần gũi nha, chúng ta phải hiểu cái tính cách của nó và chúng ta cũng phải có sự kiểm soát. Luôn luôn là người lớn là phải có mặt cùng chó với trẻ con, bởi vì chó với trẻ con nó chơi với nhau thì nó cũng như hai đứa trẻ con nó chơi với nhau thôi. Nhưng mà khi cái đứa trẻ con ấy mà với những con chó to giả sử như rốt này thì kể cả đến về sau mà nó có con mình ấy, nó có thể là nó vài tuổi thì vẫn cứ phải giám sát thôi. Đến khi nào mà nó khoảng 10 tuổi thì có thể là lúc đấy ok là nó hoàn toàn là nó có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ rồi. Chứ còn với những cái giống chó nhỏ thì mọi người cũng phải kiểm soát chứ không phải không phải là chỉ có chó to đâu. Xíu xíu ngồi yên nhìn thẳng vào kia kìa, đang quay camera đấy. Thì mọi người phải kiểm soát. Rất nhiều người thì thấy rất là ghê là bởi vì mọi người không phải là những người như chó, mọi người cũng không hiểu được, chưa hiểu cái tính cách của con chó, cũng như là chưa nhìn thấy những cái tình huống mà có thể là cho chó chơi với trẻ con, nên là mọi người sẽ thấy rất là ghê. Nhưng mà cái việc mình nói đơn giản như này là những cái đây con để bố nói chuyện một tí nữa. Các cái video ấy mà con lên trên YouTube ấy, nếu mà những video mà có tính chất nguy hiểm thì mình khẳng định là YouTube sẽ xóa ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc luôn đấy. Cái đấy là khẳng định mọi người như thế. Mà khi mà những cái video nó tồn tại ở trên YouTube như vậy tức là gì? Tức là nó an toàn. Nhưng đấy, dù là nó an toàn, mình vẫn phải nói với mọi người là chúng ta phải luôn luôn kiểm soát nhé, chứ không phải không. Như kiểu là hai đứa trẻ con nó chơi với nhau, chúng ta còn phải trông nó. Bởi vì hai đứa trẻ con nó chơi với nhau, nó có thể đánh nhau, nó có thể cầm cái này, cầm cái kia nó đánh nhau, chứ không phải là hai đứa trẻ con chơi với nhau mà không phải trông. Đó, cái đó là cái đơn giản và dễ hiểu là như vậy. Còn với con chó thì nó không khéo léo được như con người. Dù là chúng nó rất là thân thiện, nhưng cái sự khéo léo của con chó thì nó cũng không thể so với người được. Thành ra là thôi Messi, thành ra là chúng ta càng phải kiểm soát cái việc đó hơn. Bởi vì là không phải kiểm soát là vì là sợ nó thế này, nó cắn nó thiết này kia. Khi mà chúng ta hiểu con chó của chúng ta rồi, chúng ta biết là con chó nó rất là chiều trẻ con thì chúng ta không e ngại cái việc đó. Nhưng mà chúng ta e ngại cái việc là con chó nó không có khéo léo để mà nó có thể nó làm đau em bé đó. Thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ phải có một cái sự kiểm soát. Ok, hôm nay quay một cái đoạn video ngắn. Chị Mẫn thì chị Mẫn, người chị Mẫn rất là cứng.
người chị Mẫn là mới 2 tháng thôi nhưng mà người chị Mẫn rất là cứng cho nên là bế theo cái kiểu này được rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Thế còn bây giờ con có ngủ không hay là con dậy rồi? Con dậy rồi thì ngồi ở đây chơi với các em một tí được không? Messi thấy thái độ của chị thế, Messi có hiểu được gì không? Chị đang nhìn xuống như thế là chị đang hơi nhăn chân mày, là chị đang không hài lòng đâu. Vì sao Messi biết không? Bởi vì Messi đang nhìn thẳng vào chị mà Messi thở. Nha, cho nên là con người vào để cho nó được suy ra nha, để cho nó đảm bảo an toàn nha, để cho nó đảm bảo an toàn cho cái phòng này, đảm bảo sự an toàn của con đó. Các em cho nó phải phi ra để nó đảm bảo cái sự an toàn cho chị Mẫn đó. Cho cái chân của con thoải mái ra. Ui, thôi đừng liếm chị. Zero vững vã vớ vẩn. Thôi liếm vào tay chị. Cáu con nhỉ. Để con lau cái này đi luôn, tí xuống thay luôn nhá. Chị chớ này này, chị bực. Chị bực, chị chớ thế này này. Đừng có liếm chị, nghe thấy chị nói gì chưa? Chị biết thừa là siro đằng sau đấy. Chị biết thừa là siro là định liếm tóc chị đấy. Liếm tóc chị, ướt tóc chị là chị bực lắm chứ không phải không đâu. Siro nghe thấy gì chưa? Ok, xuống dưới, chúng ta xuống dưới, chúng ta ngủ nhá. Thì con lại buồn ngủ lại rồi. Đây. Ok, chị Mẫn chào mấy đứa nha. Chị Mẫn chào mấy đứa.